Xin chào tất cả quý vị khán giả, chúc quý vị khán giả một ngày mới bình an vui vẻ. Hôm nay Phương Văn cùng với tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện mà trong thời gian qua, một cái câu chuyện hết sức là đau lòng ở Cần Giuộc, Long An đó quý vị khán giả, liên quan đến một người đàn ông tên Phúc. Anh này thì trong cái lúc mà say xỉn thì xảy ra một cái chuyện mà phải nói là cộng đồng mạng phẫn nộ, và anh này đã ra tay để cho vợ cũ của mình ra đi vĩnh viễn không về. Và trong cái thời gian vừa qua thì sau khi sự việc xảy ra thì trong đêm đó anh Phúc cũng đã bị bắt về quý vị khán giả. Và cái việc mà xảy ra án mạng thì làm sao tránh được trong đêm thôi. Thì cái việc mà chị Nhung cùng với anh Phúc xảy ra những cái mâu thuẫn bất hòa cho đến khi là tòa án giải quyết ly hôn, thì trong cái thời gian đó giữa hai người sống với nhau có hai đứa con, có nghĩa là chị Nhung trước đây cũng đã một lần đổ vỡ và đã lấy anh Phúc này, ở nhà thì tên xô đó quý vị khán giả, thì xảy ra câu chuyện hết sức là thương tâm, để lại năm đứa nhỏ bơ vơ côi cút, mẹ thì đã ra đi vĩnh viễn không về rồi. Còn anh xô thì đã là bị tạm giam rồi quý vị khán giả. Tại vì những cái hành động thì khi mà cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, thực sự họ có những cái bức xúc. Mặc dù là gia đình tang thương, câu chuyện tang tóc xảy ra, nhưng mà mấy ngày hôm nay thì làm cho cộng đồng mạng quan tâm tới vấn đề này rất là nhiều. Giữa hai bên nội và ngoại có những lời ra tiếng vào, những lời hàng xóm, và chia sẻ từ cộng đồng mạng, nhiều anh em YouTuber cũng chia sẻ về vấn đề này. Họ có những cái thông tin chia sẻ từ phía nội, phía ngoại. Thật sự câu chuyện này cộng đồng mạng đang quan tâm rất là nhiều. Trước khi đi sâu vào vấn đề chia sẻ ngày hôm nay, thì Phương Văn xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả trước đây đã đồng hành cùng với kênh Phương Văn Official và kênh Nhỏ To Tâm Sự. Thì hôm nay Phương Văn chia sẻ với quý vị khán giả, mong rằng tất cả mọi người ủng hộ kênh Phương Văn. Cái kênh Nhỏ To Tâm Sự đó quý vị khán giả, Phương Văn xin đổi lại là tên Cuộc Sống Đời Thường. Thì Phương Văn có hai kênh, là bây giờ kênh Phương Văn Official và cái kênh Cuộc Sống Đời Thường. Cũng chia sẻ về tin tức, chia sẻ về những nỗi niềm trắc ẩn của những người phương xa gọi về chia sẻ tâm sự và những phần tin tức bình luận. Mong quý vị khán giả có thể đăng ký hai kênh, kênh Phương Văn Official và kênh Cuộc Sống Đời Thường. Ở phía dưới Phương Văn có để đường link, mong tất cả quý vị khán giả đăng ký để xem những video mới nhất. Có thể Phương Văn đăng bên cái kênh này không được thì Phương Văn đăng qua cái kênh bên kia. Mong quý vị khán giả thương Phương Văn đồng hành cùng với hai kênh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Về vụ việc của anh Xô xảy ra thì quý vị khán giả thấy là sau khi tòa án giải quyết ly hôn, một người chồng ở Long An vẫn kiếm chuyện gây sự và dùng những cái hành động tước đoạt mạng sống của vợ cũ. Ngày 16 tháng 5 thì xảy ra cái câu chuyện hết sức là đau lòng ở Cần Giuộc, Long An đó quý vị khán giả, liên quan tới một vụ án mạng. Người chồng cũ đã ra tay sát hại vợ cũ. Công an huyện Cần Giuộc đang tạm giữ hình sự với anh Nguyễn Tấn Phúc, 36 tuổi, ngụ ấp 1, xã Vĩnh Phước Tây, huyện Cần Giuộc, để hoàn tất hồ sơ bàn giao cho công an tỉnh Long An thụ lý thẩm quyền về hành vi nạn nhân là chồng cũ có những cái hành động mà dùng dao và làm cho chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, 35 tuổi, ngụ cùng địa phương, chị đã ra đi, để lại 5 đứa con nhỏ côi cút, không cha, không mẹ, bơ vơ. Theo cái nguồn tin ban đầu đó quý vị khán giả cũng đã theo dõi báo chí cũng như là các YouTuber anh em cũng chia sẻ thông tin, thì vào khoảng ngày 14 tháng 5, 22 giờ, tức là tối rồi, anh Phúc đã tìm tới nhà vợ cũ để nói chuyện. Một lúc sau thì hai bên xảy ra cự cãi lớn. Do trong nhà có cha mẹ già và 5 con nhỏ, chị Nhung sợ ảnh hưởng cho nên là kêu anh Phúc về đi. Tuy nhiên bất ngờ thì anh Phúc cầm cây dao và có những cái hành động làm cho chị Nhung chấn thương.
ở đây có những từ mà Phương Văn cần nói tránh, tại vì YouTube nó càng quét quá cho nên những cái từ ngữ mà nó mang tính bạo lực á thì YouTube nó sẽ không cho. Cho nên có lúc thì Phương Văn sẽ dùng những cái lời nói khác hơn. Thì khi mà anh Phúc cầm dao thì quý vị khán giả thấy điều gì đã đến với chị Nhung rồi, sau đó tước đoạt mạng sống chị Nhung. Và trong đêm đó thì anh Phúc cũng đã bị công an bắt đi. Một câu chuyện hết sức là đau lòng. Gia đình chị Nhung thì quý vị khán giả thấy hàng xóm láng giềng người ta chia sẻ gia đình thuộc diện là nghèo khó khăn. Nhà hảo tâm đã vận động quyên góp lo đám tang cho chị Nhung, đồng thời hỗ trợ 5 người con của chị Nhung để các con được trực tiếp đến trường. Đây là một cái vấn đề mà hiện tại là giữa hai bên nội và bên ngoại cũng bàn luận về vấn đề này. Việc mà người Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm họ đã vận động quyên góp cái số tiền gửi về cho bên ngoại để lo đám tang. Và cái số tiền này thì liên quan tới cái vấn đề mà tiền bạc nhạy cảm, là có nhiều người đồng tình và có nhiều người không đồng tình. Mặc dù là 5 đứa con hiện tại là đang đau khổ quý vị khán giả, mẹ thì đã ra đi rồi, còn ba thì hiện tại công an đang tạm giữ. Về chính quyền ở nơi đây thì chị Nhung cũng đã có một đời chồng và 2 đứa con. Sau khi ly hôn thì cái cuộc đời không may mắn quý vị khán giả ơi. Đôi khi con người ta gặp phải những cái hoàn cảnh, cái hôn nhân trắc trở, hạnh phúc nó không có may mắn, cho nên là cuộc tình đã tan vỡ. Chị Nhung lần lượt ôm 2 đứa con ra đi, và cái cuộc hôn nhân thứ 2 với anh Phúc thì sinh thêm 3 đứa nhỏ nữa, có nghĩa là tổng cộng 5 đứa. Trong quá trình sống chung thì hàng xóm cũng chia sẻ, mọi người cũng biết về chị Nhung và anh Phúc. Họ thường xuyên cãi vã và có những lúc anh đã hạ cẳng tay thượng cẳng chân, và hai vợ chồng có những cái bất hòa mà không thể nào giải quyết được, cho nên đã ra tòa ly hôn. Thì trước đây ly hôn không bao lâu thì ngày hôm nay chắc có lẽ là anh Phúc, mọi người cho rằng là anh Phúc nhớ vợ nhớ con cho nên đi đến nhà chị Nhung sau khi đã là ly hôn rồi. Nhưng mà anh Phúc trong tình trạng say xỉn đó quý vị khán giả, thì đi đến nhà chị Nhung để tìm, để hỏi chuyện. Nhưng mà không ngờ trong đêm đó thì một cái đêm định mệnh mà đã tước đi cuộc đời của chị Nhung, để lại 5 đứa con vô cùng cay đắng, đau khổ, mãi mãi không còn mẹ bên cạnh. Quý vị khán giả thấy đôi khi cái cuộc sống đời thường đôi khi nó khó khăn chồng chất, rồi có những mâu thuẫn mà giải quyết không được, bất hòa làm cho con người ta sân si, càng nóng giận, và đôi bên có những cãi vã không kiềm chế được. Đã ly hôn rồi nhưng mà họ vẫn còn có những cái mâu thuẫn. Thực sự trong cuộc sống đời thường ai cũng có thể vướng vào cái câu chuyện mà giữa hai vợ chồng cãi vã nhau, là cái chuyện cũng bình thường trong xã hội này. Nhưng mà đến nỗi là anh Xô này, là anh Phúc đó quý vị khán giả, không kiềm chế được lòng mình, cự cãi vã nhau rồi thành ra anh Phúc ảnh có những cái hành động mà gọi là bất nhân bất nghĩa, sau khi dùng dao đã tước đoạt mạng sống vợ cũ của mình, không nghĩ tới 5 đứa con và không nghĩ tới là những đứa trẻ nó bơ vơ như vậy. Tới ngày hôm nay thì giữa hàng xóm và những người lân cận xung quanh cũng chia sẻ mong muốn là pháp luật khoan hồng cho anh Phúc. Nhưng có những người thì nói là phải cho anh Phúc là pháp luật trừng trị xứng đáng, vì con người rất là bạo tàn, dám cướp tước đoạt cái mạng sống của vợ cũ của mình. Thì theo những người hàng xóm chia sẻ đó quý vị khán giả, thì nói anh Phúc là trước đây hiền hậu lắm, không có cái chuyện mà đánh đập vợ con. Thì cái điều đó chắc có lẽ là người này nói như thế này, người kia nói như thế kia. Nhưng mà Phương Văn chia sẻ thật lòng với quý vị khán giả, đôi khi những người nói hàng xóm thấy hiền nhưng mà chưa chắc gì đó hiền. Và họ nếu như mà họ hiền, nếu như họ là người tốt trong gia đình, thì giữa hai bên vợ chồng sẽ không xảy ra những mâu thuẫn như vậy. Đôi khi những người hàng xóm người ta chia sẻ
chị Nhung cũng không có vừa gì đâu. Trước đây thì chị Nhung vào dịp Tết á, cũng cầm dao rồi đâm trượt anh Phúc. Và anh Phúc cũng có vô cùng bức xúc và chia sẻ với những người bạn nhậu của mình. Nói vào dịp Tết thì chị Nhung có những cái hành động như vậy tránh né được, cho nên là có những cái vết chảy xước trên tay của anh Phúc. Từ đó chắc có lẽ là trong lòng mang những cái oán hận đó quý vị khán giả. Rồi giữa chị Nhung thì có những cái bức xúc người chồng không có tốt với mình. Nói chung là họ vợ chồng với nhau là người trong cuộc mới hiểu được những cái nỗi đau, nỗi mới mất mát và những cái mà họ có những hành vi không tốt với nhau. Cho nên cho đến một ngày dù có con chung nhưng mà họ vẫn không thể nào sống cùng nhau tới trọn đời trọn kiếp được, và cuối cùng phải ly hôn. Và cái việc mà chị Nhung đã bị gọi là một đêm định mệnh dưới tay của người chồng của mình hết sức là đau khổ quý vị khán giả. Sau này thì những đứa nhỏ nó lớn lên, nó cũng hiểu rằng là vì sao người cha của nó vô nhà đá, vì sao mẹ nó ra đi vĩnh viễn không về. Chắc có lẽ là để lại trong lòng những đứa nhỏ những nỗi niềm mất mát, những nỗi đau thương và những cái nỗi niềm quá lớn trong lòng. Dù cho lớn lên sau này khi có lập gia đình, hay là tụi nhỏ nó đã mọi việc nó đã trôi qua mấy chục năm, nhưng mà trong cuộc đời của nó mất mát quá lớn, không thể nào bù đắp được. Đó là cái nỗi đau để lại cho những đứa con. Và cơn nóng giận của mình thì anh Phúc đó là anh xô đúng quý vị khán giả, không kiềm chế được lòng mình, xảy ra câu chuyện hết sức là thương tâm. Thì quý vị khán giả thấy pháp luật cũng sẽ trừng trị thích đáng đối với những người mà dám tước đoạt mạng sống của người khác như vậy, mà đặc biệt là cái người vợ cũ của mình, cái người mà luôn chăm sóc lo lắng cho con mình, không ai khác là vợ cũ của mình. Thì cớ gì mà anh Phúc đã làm gì? Và họ cho rằng anh Phúc quá tàn nhẫn thì pháp luật phải trừng trị xứng đáng. Thì cái điều đó không thể tránh khỏi quý vị khán giả. Ngay trong đêm thì anh Phúc đã bị công an bắt. Làm sao mà tránh khỏi, trong khi đó là chị Nhung, chị đã tử vong. Thì cái điều đó, và có nhiều người bức xúc nói tại sao mà anh Phúc ảnh lần khi mà dùng dao đâm chị Nhung lần đầu tiên á, gãy cán dao, và vô lần thứ hai mà tại sao nhiều người trong gia đình của chị Nhung á, là cũng có nhiều anh mà sao không, lúc đó không có ai ngăn cản hay như thế nào không biết, mà để cho anh Phúc anh tấn công lần thứ hai, cho nên là tước đoạt mạng sống của chị Nhung ngay lúc đó luôn quý vị khán giả. Và câu chuyện đã đi qua từ ngày 16 tháng 5 đến nay thì cũng đã là gần 10 ngày rồi quý vị khán giả. Nhưng khán giả vẫn còn quan tâm và bức xúc câu chuyện này giữa hai bên. Mặc dù là bây giờ chị Nhung đã ra đi vĩnh viễn không về rồi, anh Phúc thì cũng đã bị công an bắt tạm giam rồi, còn lại bơ vơ 5 đứa nhỏ. Và hiện tại thì giữa hai bên có những lời qua tiếng lại bên nội bên ngoại. Thì Phương Văn cũng xin phép chia sẻ vấn đề này. Đối với bên ngoại thì có những người, người ta nói là làm thế nào để cho anh Phúc ở tù vĩnh viễn luôn đó, ở tù coi như là chung thân và không về nữa. Còn nếu về thì họ cũng sẽ làm mọi cách để cho anh Phúc trở lại. Đó là cái nỗi căm hận của gia đình bên vợ quý vị khán giả. Nếu như những người khác không đồng tình thì cái việc của người khác, nhưng những người trong cuộc, ví dụ như những người cha làm cha là mẹ, sinh con ra lớn lên và để cho con gái mình phải cực khổ và cuối cùng phải tước đoạt mạng sống dưới tay của một người đàn ông như thế, thì ai cũng phẫn nộ, ai cũng tức tối, và cộng đồng mạng cũng vô cùng dậy sóng về vấn đề này quý vị khán giả. Và cái điều mà bức xúc thì ai người ta muốn làm gì là làm, nhưng mà cuối cùng thì pháp luật cũng sẽ vào cuộc trừng trị những người này quý vị khán giả. Ai có tội, ai có lỗi thì sẽ trừng trị bởi pháp luật. Còn ở đây quý vị khán giả thấy là cái luật nhân quả, cái luật nhân quả trong hôn nhân chắc có lẽ là cũng không có sai. Khi mà sống với vợ con mình có những cái ác, có những cái đối xử tệ bạc, rồi một lúc nào đó mình, cái bản thân của mình cũng sẽ gặp rắc rối và gặp những cái phiền toái, cũng như là
mình đã từng gây ra cho vợ con mình. Còn những người phụ nữ nếu mà hung dữ với chồng mình và làm những cái điều mà không đúng, thì một lúc nào đó người phụ nữ đó cũng gánh chịu những cái hậu quả không lường. Đó là luật nhân quả trong hôn nhân. Chắc có lẽ là nếu ai biết là đời có quay thì có trả đó quý vị khán giả. Thực sự nỗi đau mất mát quá lớn đôi khi những người trong cuộc, đó là vợ chồng, họ không có kiềm chế. Mà đặc biệt là ở đây quý vị khán giả Phương Quang nói chung thôi, đó là những người phụ nữ khi mà lấy chồng thì người phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng quý vị khán giả. Tại sao có những người chồng người ta lo biết lo lắng vợ con, thương yêu từng ly từng tí. Có những ông chồng thì đam mê cờ bạc, rượu chè, bê bối, làm để cho những người vợ của mình phải lam lũ vất vả trang trải trong cuộc sống đời thường này để lo cho các con. Cuộc sống quanh quẩn nghèo đói túng thiếu quanh năm thì lấy đâu ra mà những cái có những cái hạnh phúc viên mãn với vị khán giả. Làm sao tránh khỏi những cãi vã, những cái xung đột lẫn nhau. Và đặc biệt là những người chồng khi mà sai xỉn vô rồi đã, con ma men nó làm cho người chồng phải tức giận gấp bội lần và không kiềm chế được lòng mình, có những lời lẽ xúc phạm, hạ cẳng tay, hạ cẳng chân, và có những cái bạo hành, bạo lực gây ra đối với người vợ của mình trong quá trình chung sống. Và thậm chí ly hôn thì họ cũng vẫn tìm nhau để có những cái câu chuyện mà xảy ra xích mích, giống như câu chuyện điển hình của chị Nhung và anh Phúc như thế này. Sau khi tòa án đã giải quyết ly hôn rồi nhưng mà anh Phúc vẫn tìm tới nhà để tước đoạt mạng sống của chị Nhung. Trong lúc thì hai người cũng có những cái cãi vã xích mích với nhau. Thật sự đây là một cái nỗi đau mất mát để lại cho năm đứa nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi học, và gia đình hết sức là khó khăn, phải nương tựa vào ngoại rồi nương tựa vào nội. Thì quý vị khán giả thấy là không ai bằng cha mẹ ruột của mình, mặc dù nội, mặc dù là ngoại, các cậu các dì, nhưng người ta vẫn còn có con có cái người ta nữa, không thể nào đùm bọc hết năm đứa nhỏ trong cái tuổi ăn học như thế này mà các con rất còn nhỏ, còn rất là nhỏ. Phải nói nỗi đau nó quá lớn để lại cho năm đứa con. Người ra đi đã ra đi rồi đó, người đã bị công an bắt tạm giam rồi, còn để lại trong cuộc sống đời thường này ai chăm lo cho tuổi nhỏ, ai dỗ dành thương yêu con mình, ai chăm bẵm con mình trong lúc ốm đau bệnh tật vân vân, để lại cái nỗi đau mất mát của những người trong cuộc, đó là năm đứa nhỏ hết sức là thương tâm. Và bây giờ thì giữa hai bên, nội và ngoại, có những lời ra tiếng vào thật sự là nó cũng chưa lắng đọng xuống với vị khán giả. Khi mà xem cái câu chuyện này và hiểu được cái câu chuyện này, thật sự hết sức là buồn, Phương Văn hết sức là xúc động, vì cái nỗi đau mất mát của năm đứa nhỏ nó quá lớn đi quý vị khán giả. Anh Phúc ảnh muốn cái tôi của mình, ảnh muốn mình là người chiến thắng, đúng, mình là người chiến thắng, nhưng mình là cái người thua cuộc thảm hại đó. Mình chiến thắng rồi, mình đã ra tay sát hại vợ cũ mình rồi đó, chị ấy đã nằm đó rồi, chị ấy đã ra đi rồi, không một lời từ biệt rồi. Còn anh Phúc thì sao? Là người chiến thắng, phải vào nhà đá, biết khi nào mới ra, biết khi nào mới trở lại cuộc sống đời thường để chăm lo cho các con mình. Cái nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn để lại cho các con. Và Phương Văn xin phép chia sẻ các câu chuyện này tiếp theo về việc mà tiền bạc nhiều người quyên góp ủng hộ đó, thì giữa bên nội và bên ngoại có những cái khúc mắc về vấn đề này. Phương Văn xin phép chia sẻ ở video tiếp theo nha quý vị khán giả. Còn bây giờ thì Phương Văn có thể là chia sẻ cái video này trên hai kênh Phương Văn Official và kênh Cuộc Sống Đời Thường. Mong tất cả quý vị khán giả ủng hộ kênh Cuộc Sống Đời Thường để Phương Văn tiếp tục ra những video mới, và nhớ đăng ký để cho Phương Văn có những cái động lực làm những video về chia sẻ về cuộc sống đời thường của chúng ta, những cái thông tin về thời sự cũng như là những tin tức mới để cho quý vị khán giả cập nhật. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi video. Chúc quý vị khán giả một ngày mới bình an vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.